Quang vẫn xin giới thiệu đến các bác hai chiếc mổ vơ đét số nồi vàng được siêu tầm nhập nguyên bản nguyên zin từ đất nước Pháp về. Đối với đồng hồ vơ đét, bác biết là số nồi vàng chân cài nó rất là ít, trên thị trường rất là ít và tình trạng còn khá đẹp như thế này. Thì số nồi vàng bác thấy là vành vàng, kim vàng đi cùng với quả lắc vàng và bác thấy nguyên bản ở đây, nguyên bản còn tình trạng rất là đẹp. Các bác hay có câu nói là nguyên bụi tây zin ạ, nguyên zin tây ạ, tức là nguyên bụi ạ. Thì đương nhiên về thì mình phải lau dầu vệ sinh thì nó mới chạy được. Thì cẩn thận lau dầu nó kỹ, vệ sinh những cái chạy đẹp đấy, chưa vệ sinh gì nhá nhá, mà nó đẹp vậy rồi. Thì hai chiếc này rất là đẹp luôn, em mở chiếc này này, rất là đẹp luôn. Thì có cái giấy tờ còn nguyên này, giấy tờ có vơi đét này còn nguyên này, này vơi đét này còn nguyên này. Và quả lắc thì nó là gói ở trong cái ni lông này. Thì đây, cái giấy hướng dẫn cũng còn nguyên ở trong đây luôn. Đấy thì vơi đét có 8 côn, 8 búa. Đấy, 8 côn, 8 búa. Đấy, thì bộ máy em tháo thử bộ máy này cho bác xem thử nhá. Đấy, một tay em đang cầm điện thoại một. Đây, 8 côn, côn chữ T. Thì vơi đét dòng vơi đét thì có 2 côn chữ T. Và đây bộ máy của nó đây. Em đấy, bộ máy ở đây vẫn chạy bình thường như này. Đấy, để vẫn chạy bình thường luôn, chạy luôn nhá. Đấy, đang chạy. Mặc dù là bao năm rồi cái da thì còn rất tốt. Đấy, nhìn này, máy còn rất là đẹp. Đấy, máy rất là đẹp luôn. Máy còn vàng đẹp như mới luôn. Đấy, thì soi video để bác nhìn kỹ bạn. Đấy, em để tạm đây thì em lắp thêm vào. Và chiếc này thì đẹp, chiếc này thì nó đẹp còn hơn này. Chiếc này thì hai bên thì chạm chỗ hai bên hoa hồng. Đẹp hơn đuôi sướng này. Đấy. Thì với đét thì hay có kính này, kính mặt nằm này, kính mo hay có kính cong. Thì chiếc này cũng vậy, cũng mặt nằm kính cong, kính mo. Đấy, chiếc này thì số mặt số đẹp hơn, mặt hơn số kia. Đấy, có này thì thêm một chức năng nữa là có cả chế độ tắt trung đêm. Bạn nhìn này, có thể chế độ trung đêm. Cũng số nồi chân cà vàng, hai quả lắc vàng được mình có trong này luôn. Đấy, cũng như giấy tờ đây, giấy tờ của nó đây. Đấy, như cái này là người mua người ta viết là 1962 đây. Đấy, chẳng biết là cái tờ giấy mua 1962 hay là nhận lại là vơi đét đây. Đấy, vơi đét đây. Đấy, hướng dẫn sử dụng còn nguyên đây. Còn đóng trong thùng có luôn. Chiếc này của ta trong đêm luôn. Thì em thử mở máy xem nào. Mở máy đây, máy bộ máy của nó đây. Em úp tạm xuống cái máy này xem nào. Đó. Đây, máy còn vàng đẹp như mới đó nhá. Máy còn rất là vàng đẹp. Đấy, máy là máy 37, còn vàng đẹp kinh khủng luôn. Da vào có rất là ngon. Đấy, thì xin được giới thiệu với các bạn. Cứ côn chữ T luôn, hai chiếc đều 8 côn, 8 búa đều côn chữ T. Đấy, chiếc bạn nhà khép bên tên thì đương nhiên rồi. Và một chiếc thì không có tắt trung đêm, một chiếc thì có tắt trung đêm. Thì giới thiệu với bác như vậy và thấy tình trạng nguyên bản nguyên zin của nó đẹp như mới này. Đấy, còn nguyên còn là nguyên bụi tây đã đẹp như mới luôn này. Cái này chỉ có lẽ là nên có cái chạy luôn này, nhìn này. Đấy, chạy luôn này. Đấy, ông ghế chạy luôn này. Đấy. Đấy, chạy luôn. Đấy, thì vừa về xong mà vừa về em vừa bóc ở trong thùng xốp ra. Thì xin được giới thiệu với bác qua như vậy. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp các bác trong những video em sẽ vệ sinh lau dầu, căn chỉnh báo giá các bác. Thì bác nào muốn mua chưa lau dầu thì em sẽ bán cho bác chưa lau dầu hai chiếc, một chiếc không có tắt trung đêm và một chiếc có tắt trung đêm. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp các bác ở cổ công vững.